Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Cũng là cái chặng đường giảm 50% lệ phí trước bạ của nhà nước cũng đã đi qua được 11 ngày rồi. Hôm nay đã là ngày 11 rồi, đúng không ạ? Thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết những cái mức ưu đãi khuyến mại tốt nhất, đặc biệt nhất của cái dòng xe Kia Soulette ở cái thời điểm ngày 11 tháng 7 này, để cho những anh em nào đang quan tâm tìm hiểu cái dòng xe Kia Soulette này có thể nắm được anh em nhé. Thì dòng xe Kia Soulette này sẽ có 4 phiên bản để cho anh em lựa chọn. Nó bao gồm 3 phiên bản số tự động và 1 phiên bản số sàn. Nhưng đặc biệt cái phiên bản số sàn thì thực sự là cái phiên bản này ít anh em lựa chọn lắm. Và xe nó cũng rất ít. Nên là trong video ngày hôm nay em sẽ không chia sẻ anh em nhé. Đó, thì em sẽ chia sẻ cho anh em 3 cái phiên bản số tự động. Với sự cạnh tranh trực tiếp từ rất nhiều các xe có trên thị trường. Nhưng đặc biệt chỉ cạnh tranh với chiếc xe Toyota Jay, đúng không ạ? Thì ngay sau đây em sẽ đi vào chia sẻ chi tiết 3 cái phiên bản số tự động cho anh em. Đầu tiên, đó là cái phiên bản Kia Soulette 1.5 Deluxe. Bản này hiện tại đang có mức giá là 519 triệu. Với chính sách giá bán ở cái thời điểm hiện tại thì bên em vẫn có quyền linh động trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em và tặng anh em 1 năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó. Và tặng anh em dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ. Đó. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 560 triệu. Trả góp thì đang là 131 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 558 triệu. Trả góp thì đang là 125 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 547 triệu. Trả góp thì đang là 107 triệu. Với cái mức ưu đãi như thế này, anh em nên cân nhắc đặt cọc sớm để hưởng chính sách tốt, cũng như là cái mức ưu đãi nó rất là ngắn ở cái thời điểm thực sự là kích cầu trong vòng có 1 tuần thôi. Nên là anh em nào mà cân nhắc lựa chọn thì hãy gọi cho em anh em nhé, cảm thấy phù hợp thì mới gọi anh em ạ. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Kia Soulette 1.5 Luxury. Bản này hiện tại đang có mức giá là 549 triệu. Với chính sách giá bán ở thời điểm hiện tại thì vẫn được trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em với cái quyền linh động vô cùng đặc biệt của đại lý bên em. Và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn, túi cứu hộ. Đó. Và một bộ lót cốp nữa anh em ạ. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 594 triệu. Trả góp thì đang là 138 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 590 triệu. Trả góp thì đang là 132 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 579 triệu. Trả góp thì đang là 114 triệu. Với cái bản 1.5 Luxury này thì bên em hiện tại đang rất nhiều xe, sẵn xe giao ngay. Với mức ưu đãi vẫn còn một chút linh động nữa khi anh em gọi điện trực tiếp cho em anh em ạ. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3. Đó là cái bản Kia Soulette 1.5 Premium. Với cái bản 1.5 Premium này đang hiện tại có mức giá là 579 triệu. Với mức ưu đãi ở thời điểm ngày 11 tháng 7 em mới cập nhật được cho anh em thì vẫn được trừ trực tiếp tiền mặt cho anh em nhé. Đó. Và tặng anh em gói phụ kiện cơ bản thôi. Đó. Thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 625 triệu. Trả góp thì đang là 144 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 621 triệu. Trả góp thì đang là 138 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 610 triệu. Trả góp thì đang là 120 triệu. Thực sự là cái thời điểm này thì cái mức ưu đãi nó đã bị co lại rồi. Anh em nào thực sự cân nhắc, nếu cảm thấy cái mức giá em chia sẻ cảm thấy hợp lý thì anh em có thể gọi cho em để em gửi chính sách giá bán thêm một chút quyền linh động của đại lý bên em nữa anh em nhé. Và cái mức ưu đãi này dần dần nó sẽ bị co lại, anh em lưu ý là dần dần sẽ bị co lại. Và với mục đích của em là chia sẻ giá xe để bán chứ không để câu view anh em nhé. Đó, anh em nào cảm thấy hợp lý thì hãy gọi, còn đâu không thì thôi để đỡ mất thời gian của hai bên anh em ạ. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em, cảm thấy hợp lý, cảm thấy yêu quý thì cho em xin một lượt like và đăng ký kênh để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách giá bán mới nhất mỗi khi có biến động thị trường, em sẽ chia sẻ ngay tới anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây.
Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.